Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Trong các video trước, Sơn có hướng dẫn quý vị cách lựa chọn máy đo huyết áp, máy đo đường huyết và cách sử dụng chúng. Thì hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn quý vị cách lựa chọn máy trợ thính ha. Thì trên thị trường nó có rất là nhiều dòng máy trợ thính khác nhau. Máy trợ thính có dây nè, tức là máy trợ thính dây đeo đó, nó giống như một cái máy nghe nhạc. Thì nó có một cọng dây nó chèn cái loa lên lỗ tai mình. Cái loại thứ hai là loại không dây, nó nhỏ gọn, nó gắn trên bàn tay và chèn cái loa vào. Và cái loại thứ ba là siêu nhỏ, nó nhỏ gọn, gắn thẳng trong tay luôn. Thì hôm nay Sơn sẽ lấy mẫu máy trợ thính RealNet của Nhật để cho quý vị dễ hình dung và lựa chọn. Thì các dòng máy trợ thính RealNet của Nhật là dòng phổ thông, nó dành cho những người bị điếc nhẹ hoặc là lớn tuổi bị giảm thính lực. Thì có một số người bị điếc bẩm sinh, thì đó là đề tài khác, thì Sơn sẽ giới thiệu trong các video tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng dòng máy trợ thính phổ thông này ha. Nó có 3 dòng đó quý vị, máy trợ thính có dây nè. Đây, Sơn sẽ mở ra cho quý vị xem hình dung ha. Đó, phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng. Thân máy nè quý vị, dây đeo, lo và phụ kiện đi kèm là pin và một cái núm nhựa dẻo loại nhỏ để chúng ta có thể thay thế nếu mà tay mình lớn hoặc nhỏ đó. Rồi, cái loại máy trợ thính này đó nó khá là đơn giản, nó là một cái máy thu nè, công tắc và mở nguồn, micro, volume chỉnh lớn nhỏ, nó có từ số 1 đến số 9 đó quý vị. Rồi, bên đây thì nó sẽ có một cái chỗ để mình cắm cái dây điện vào. Cái lo rời đó nó có hai kim thôi quý vị, một cái kim lớn và kim nhỏ, chúng ta cắm vào. Rồi, mình sẽ bỏ pin vào. Chúng ta mở nguồn. Quý vị thấy không? Nó kêu. Đó, tức là nó thu phát tốt đó. Chúng ta sẽ gắn vào tay mình và chỉnh âm thanh phù hợp với người sử dụng. Rồi, ở phía dưới bên đây, quý vị mở ra. Cái dòng máy trợ thính của Nhật này nó lại có thêm chức năng này rất là hay. Đó là chỉnh tông. Giả sử chúng ta muốn nghe âm trầm hoặc là ổng cho phù hợp với mình thì chúng ta sẽ chỉnh đây qua H1 nè quý vị, H2 nè, hoặc là chúng ta có thể để ở vị trí mặc định là chữ N. Chúng ta chỉnh âm thanh như thế nào cho dễ nghe thì chúng ta sẽ để mức đó và không chỉnh nữa. Rồi, sau đó là quý vị sẽ thử chỉnh cái âm thanh lớn nhỏ chỗ này. Chúng ta cũng không nên chỉnh âm thanh quá lớn và cũng không nên chỉnh âm thanh quá nhỏ. Chỉnh vừa đủ nghe ha quý vị. Tùy nhỏ quá thì chúng ta sẽ khó nghe và lớn quá thì mọi thứ nó đều lớn lên, làm cho chúng ta khó chịu thêm. Rồi, cái dòng máy trợ thính có dây này nó khá đơn giản. Thì trong video tiếp theo á, Sơn sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng như thế nào cho nó bền và một số lỗi thường gặp của các dòng máy trợ thính này để chúng ta có thể sử dụng tốt hơn và khắc phục lỗi tại nhà. Rồi, dòng máy thứ hai Sơn giới thiệu là dòng máy trợ thính không dây. Cũng có đầy đủ hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành không quý vị. Đây, bỏ máy thì rất là đẹp. Thì sau khi chúng ta mà không xài đó, quý vị nên bỏ nó vào cái hộp để cất bảo quản. Đó, để cho chuột bọ nó không có làm hư. Thì cái này rất là nhỏ gọn nên nó rất là dễ bị lạc mất đó quý vị. Thì dòng máy này nó như thế nào? Quý vị thấy nè, nó có một cái thân máy và một cái phụ kiện. Thì chúng ta sẽ gắn cái phụ kiện này vào. Quý vị thấy không? Toàn bộ máy nó chỉ có như đây thôi. Và chúng ta bỏ pin ở đây. Nắp pin nó có số seri bên trong ha, để quản lý bảo hành đó quý vị. Thì pin của chúng ta loại này đó là xài pin 13. Đây quý vị. Đó, chúng ta lắp vào và bật nguồn. Và bên vị trí này chúng ta chỉnh lớn hoặc là nhỏ. Thì cái loại này á, nó khá là gọn và nhiều người xài nhất tại nó là nghe tầm trung không quý vị.
Đây quý vị thử xem nè, chúng ta gắn trên bàn tay nè, rồi lắp cái ống nhựa vào và quý vị cắt cọng dây cho phù hợp thì nó sẽ xích vào như thế này, nó sẽ không có bị rớt và âm thanh nghe rất là tốt. Thì cái cách hướng dẫn chi tiết Sơn sẽ hướng dẫn quý vị ở cái video tiếp theo về riêng cho cái máy này và ưu điểm và khuyết điểm của nó và cách sử dụng, và chúng ta có thể khắc phục lỗi tại nhà ha. Thì cái dòng máy trợ thính có dây nãy Sơn hướng dẫn cái loại đó là nồi đồng cối đá đó quý vị, nó xài rất là bền và âm thanh nghe rất là lớn, đặc biệt là cái giá thành nó thì thấp hơn các cái dòng nhỏ gọn này. Chỉ có một cái khuyết điểm của nó là to thôi, nó sẽ phù hợp cho những người lớn tuổi mà muốn cầm nắm cho nó lớn đó, dễ lắp ráp hoặc mình thay pin á. Còn thông thường thì cái dòng này sử dụng rất là phù hợp cho mọi người. Nếu quý vị quan tâm thì quý vị có thể xem trong video tiếp theo về riêng của từng máy ha. Hôm nay Sơn chỉ hướng dẫn sơ lược cho quý vị có thể hình dung và lựa chọn thôi. Rồi, dòng máy cuối cùng Sơn hướng dẫn là dòng máy HM04 siêu nhỏ này. Rồi, đây là máy này, các hướng dẫn tài liệu. Ở đây là một số phụ kiện thôi quý vị. Máy nó cũng nhỏ gọn đó, nó rất là nhỏ, chúng ta có thể đặt bên trong lỗ tai mình luôn. Và cái này là gì? Cái này là để chúng ta hút pin. Sơn sẽ lấy phụ kiện ra cho quý vị xem. Đây quý vị thấy không? Hai cái này là cái phụ kiện lớn và nhỏ đi theo máy. Giả sử cái người có lỗ tai lớn hoặc nhỏ xài thì chúng ta sẽ lấy cái lựa trung này ra, chúng ta thay thế vào. Và đây là pin 12, cái nhỏ hơn cái loại pin 13 nãy ha quý vị. Rồi, cái này là cái chổi để vệ sinh đó. Và cái này là để chỉnh lớn nhỏ, thì trên đây nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta chỉnh lớn nhỏ. Thì chi tiết thì cách sử dụng, bảo trì của loại này sẽ có một video riêng nếu quý vị quan tâm đó. Thì cái dòng máy trợ thính này nó đặc biệt là nó rất là nhỏ gọn và thời trang. Thì nhưng mà quý vị dành cho những người bị lãng tai nhẹ đó, chúng ta đi học đi làm rất là gọn. Chúng ta nhé, gọn vào lỗ tai như thế này là quý vị. Quý vị nhìn thấy không? Nó rất là hay. Nhưng mà cái đặc điểm của loại này thì khá nhỏ nên là có thể những người lớn tuổi hay khó sử dụng thì quý vị nên cân nhắc. Nếu mà mình quan tâm loại này thì Sơn sẽ có video riêng. Và nó nghe không có được lớn bằng hai loại kia. Nhưng bây giờ giả sử mình thích cái loại nhỏ gọn này thì sao, mà cho nghe lớn lên thì sao? Thì trong video tiếp theo Sơn sẽ chỉ cách cho quý vị cách khắc phục cho máy có thể nghe lớn hơn trên cái đầu nhựa dẻo này ha, không cần thì chỉnh sửa trên máy cả đó. Thì quý vị có thể tự làm ở nhà. Đó là ba dòng cơ bản của máy trợ thính quý vị có thể hình dung được. Và nếu mà quý vị quan tâm, quý vị có thể tìm thấy mọi thắc mắc của mình trong những video tiếp theo, hoặc là quý vị có thể comment trực tiếp cho Sơn để Sơn sẽ trả lời quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Trong video trước á, Sơn hướng dẫn quý vị cách lựa chọn máy trợ thính. Thì hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng máy trợ thính có dây ha. Thì trên thị trường nó có rất là nhiều hãng khác nhau, nhưng mà cái cách sử dụng nó cũng tương tự như nhau thôi. Thì hôm nay Sơn hướng dẫn quý vị sử dụng máy trợ thính của Nhật, Rionet HA20DX này. Quý vị đi theo máy nè, gồm có hướng dẫn, quý vị có thể đọc thêm ha, có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Rồi, thân máy và phụ kiện.
Đây là thân máy ha quý vị. Và đây là dây đeo. Có cái loa rời nè quý vị. Chúng ta sẽ cắm cái dây nào vào máy. Pin và một cái đầu nhựa dẻo. Cái này là loại lớn nè. Còn đi đây là loại nhỏ thì tùy theo cái người sử dụng, cái tay lớn hay tay nhỏ thì mình có thể thay thế vô. Rồi chúng ta sẽ bỏ pin vào. Ở trên đây nó có ghi hướng dẫn cục pin cụ thể luôn nữa quý vị. Đầu cộng bên trên và đầu trừ bên dưới nè. Chúng ta lắp pin vào. Thì quý vị chú ý ha, sau này mình mua pin tốt một chút xíu, sử dụng cho máy nó nghe được tốt, âm thanh tốt hơn. Và mình để pin lâu trong máy mà lỡ có quên cũng không sao. Còn pin mà rẻ tiền á, mình xài đỡ. Vì quý vị nên chú ý thường xuyên kiểm tra. Tại cái loại máy này nó khá là bền. Đó, nó chỉ có những cái lỗi là chú ý chảy pin và cái cọng dây, nếu mà chúng ta dướng thì coi chừng đứt thôi. Rồi, trên đây là nút tắt và mở nguồn. Ở đây là cái micro ha. Rồi, đây là volume chỉnh lớn và nhỏ. Rồi, cái dòng máy trợ thính của các hãng khác cũng tương tự như vậy. Nhưng mà cái đặc điểm máy trợ thính Realnet của Nhật thì nó có thêm chỗ này, quý vị chú ý nè. Bên dưới cái máy, đó, chúng ta kéo ra thì nó sẽ có một công tắc nữa là để chỉnh tông. Đó, âm trầm hoặc bổng, nếu mà quý vị thích thì chúng ta sẽ chỉnh. Đây qua có chữ N và H1, H2, quý vị có thể chỉnh thử qua H1 hoặc là H2. Hoặc là ở vị trí mặc định của nhà sản xuất, xem âm thanh nào mình thích thì mình để ở vị trí đó luôn. Và chúng ta đóng nguồn, chúng ta sẽ không chỉnh chỗ này nữa ha. Thì quý vị thấy nè, trên đây có đầu kim lớn và đầu kim nhỏ ha. Thì có một lỗ lớn và lỗ nhỏ, nếu mà quý vị lắp ngược nó sẽ rất là khó vào. Nếu mà quý vị cố ý đẩy nó sẽ dễ bị gãy cái chốt bên trong quý vị. Chúng ta lắp vào. Rồi, cái tắt nó vào rồi đó. Cái máy này thì cái micro và cái loa, hai cái nó rất là xa nhau nên nó rất là khó bị nhiễu. Nên là chúng ta cũng không quan tâm về cái chuyện nhiễu này lắm. Nếu mà các dòng máy trợ thính nhỏ gọn thì cái cách khắc phục của nó thì Sơn sẽ nói ở các video sau. Còn cái máy này thì quý vị chỉ cần bật công tắc lên và chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, như vậy là đủ rồi. Chúng ta thử ha. Alo, 1, 2, 3, 4. Âm thanh rất là trong quý vị. Cái dòng máy trợ thính loại dây đeo này nè, nó giá rẻ hơn các dòng khác, rẻ hơn dòng không dây và siêu nhỏ, nhưng mà âm thanh nó nghe rất là lớn và rất là trong. Nó chỉ có một cái khuyết điểm là to cồng kềnh thì nhiều người không thích thôi. Nhưng mà chúng ta có thể khắc phục ở chỗ này là cho dây đi vào bên trong áo mình và truyền ra thì nó cũng giống như máy nghe nhạc thôi. Còn ở chỗ này thì quý vị có thể kẹp vào túi áo, hoặc là quý vị có thể kẹp ở bên dưới áo mình. À, quý vị thấy không? Rất là gọn ha. Rồi, bây giờ tiếp theo thì Sơn sẽ hướng dẫn cách sử dụng cho bàn và một số cách khắc phục lỗi tại nhà. Quý vị chú ý nè, hồi nãy Sơn có nói đó là đầu tiên là chúng ta chú ý pin. Và cái thứ hai là dây đeo. Thì có một cái trường hợp thứ ba nữa, đó là quý vị lỡ đi mưa ướt và lòng rớt thì quý vị sẽ lấy pin ra nè. Lấy pin ra. Rồi, chúng ta sẽ để máy này lau sạch và để nơi khô ráo, có thể để gần nơi cái quạt. Đó, thì chúng ta để sau 1-2 ngày nó khô thì chúng ta sẽ sử dụng lại bình thường. Còn trường hợp nặng thì quý vị nên đến trung tâm bảo hành ha. Rồi, cái lỗi mà chúng ta có thể tự khắc phục tại nhà là nó bị lâu ngày, nó bị dơ mấy cái vị trí chui cắm hoặc là chải pin bị rỉ sét nhẹ đó. Thì quý vị có thể lấy cái chai RV7, cái chai xịt chống sét ha. Đó, chúng ta mở ra. Quý vị có thể xịt nhẹ vào mấy cái đầu này và chúng ta lắp vào. Chúng ta không có xịt trực tiếp vào loa hoặc là mic nha quý vị, micro đó. Đây, nếu mà quý vị xịt vào thì quý vị chú ý xịt vào chỗ công tắc, chừa cái micro ra. Đó, nếu mà xịt vào micro thì khả năng hư micro rất là cao. Và bên đây là cái chỉnh volume lớn nhỏ nè, hoặc là xịt vào cái vị trí dưới đây. Và bên dưới là có chỗ công tắc này, chúng ta cũng vệ sinh ở chỗ này ha. Nếu cảm thấy phức tạp thì quý vị có thể gửi trực tiếp đến trung tâm bảo hành thì
bên đây họ hỗ trợ rất là tốt. Rồi cái trường hợp mà đứt dây, thường thì máy này mình bị vướng đứt dây thì quý vị có thể ra các cửa hàng chúng ta tìm những loại dây tương tự rất là nhiều, và như vậy là chúng ta có thể sử dụng được cái máy này khá bền. Có những câu hỏi là chúng ta chỉnh volume như thế nào là vừa, thì quý vị nên vào những cái phòng kính và chúng ta bật máy lên để chúng ta nghe thử âm thanh như thế nào là phù hợp. Tại vì nếu mà chúng ta chỉnh quá nhỏ thì sẽ khó nghe, và chỉnh lớn thì mọi âm thanh đều lớn lên, nó sẽ làm cho mình khó chịu hơn quý vị. Nếu có gì thắc mắc thì quý vị có thể tìm thấy trong những video tiếp theo, hoặc là quý vị comment vào dưới video thì Sơn sẽ hứa trả lời cho quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu cảm thấy hữu ích, quý vị vui lòng bấm like hoặc share cho nhiều người cùng xem, hoặc là bấm đăng ký kênh để xem những video mới. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Trong các video trước, Sơn có hướng dẫn quý vị cách để lựa chọn máy trợ thính, thì hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng máy trợ thính không dây ha. Thì hiện giờ Sơn sẽ sử dụng mẫu của máy trợ thính Nhật là Rionet HB23B. Thì dòng này á rất là nhiều người xài quý vị, tại vì cái mức độ lớn của nó đến khoảng 50 decibel và nó gọn nhẹ. Rồi chúng ta mở hộp ha. Đi theo máy thì có hướng dẫn sử dụng, quý vị có thể đọc thêm ha. Đây là thân máy nè quý vị, và một cái đầu nhựa dẻo để gắn vào tay mình. Rồi, quý vị thấy không, đây là toàn bộ cái máy như thế này. Và pin ha, chúng ta có thể lắp pin vào bên đây. Đây là hộp pin có số CD để quản lý cái số bảo hành đó quý vị. Chúng ta thử lắp pin vào nè. Quý vị thấy không? Chúng ta bật công tắc nguồn và chỉnh lớn nhỏ thì nó sẽ hú. Nó hú như vậy tức là nó thu phát tốt đó quý vị, chứ không phải hư đâu. Thì có một số người mới mua về lấy máy gì đâu mà hú không nghe được, tưởng là hư. Nhưng mà cái này á, do cái lo nó phát ra chỗ này và cái micro nó gần nhau nên là nó thu phát lớn, giống như là chúng ta karaoke ha, thì nó thu phát liên tục thì nó sẽ hú. Thì nếu mà chúng ta nhét kính vào lỗ tai, ví dụ quý vị thấy nè, nếu chúng ta nhét kính vào lỗ tai như thế này đó thì nó sẽ không kêu nữa, mà âm thanh nó sẽ thu phát vào bên trong tai mà thôi, nghe rất là tốt. Thì đây là cái cách sử dụng đúng của nó. Nếu mà quý vị thấy nè, cái cọng dây này nó khá dài, thường thì lúc mà nhà sản xuất cho ra đó cái cọng dây nó khá dài, quý vị thấy. Nếu mà chúng ta lắp vào tay như vậy, cọng dây nó dài nè, chúng ta sẽ cắt ngắn bớt. Khi mua về quý vị thấy chúng ta sẽ cắt ngắn bớt như thế này đó, để cho nó vừa khít với cái tay, âm thanh nghe tốt, không bị hú và không bị rớt máy.
thì có một số trường hợp đó quý vị không được hướng dẫn kỹ đó, khi mua về cái chúng ta để nguyên như thế này lắp vào tay thì nó sẽ bị cóp, âm thanh nghe không có tốt, hoặc là khi chúng ta cử động nhúc nhích thì cái lo nó sẽ bị tột ra và nó hú đó, quý vị chú ý này ha. Rồi chúng ta chỉnh âm thanh như thế nào, lớn hay nhỏ, thì quý vị cách thử là quý vị nên vào phòng kính và chúng ta bật nguồn lên, chúng ta chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. Nếu mà nhỏ quá thì nghe không được tốt, nếu lớn quá thì mọi âm thanh lớn lên thì chúng ta rất là khó chịu ha. Cái cách cắt dây sao cho phù hợp với người sử dụng nào quý vị, Sơn sẽ hướng dẫn. Chúng ta lắp máy vào bàn tay của mình, rồi chúng ta sẽ gắn cái đầu nhựa dẻo vào trong tay nè, rồi sau đó chúng ta lấy ra, quý vị thấy không, nó dư một khúc thì chúng ta cắt, chúng ta cắt từ từ thôi nha. Nếu mà chúng ta cắt thừa thì mình có thể cắt thêm được, nếu mà chúng ta lỡ mà cắt hơi ngắn thì quý vị phải liên hệ đến đến nhà sản xuất hoặc là đến các cửa hàng để chúng ta có thể mua cái cọng dây khác để gắn vào. Rồi cái dòng máy trợ thính này thì có gì chú ý? Cách thứ nhất là quý vị phải cắt cọng dây cho phù hợp. Rồi cái thứ hai là chúng ta sử dụng pin, chúng ta mua pin tốt một tí thì sẽ sử dụng được lâu. Thì nhiều người hỏi là pin sử dụng được bao lâu? Nếu mà pin tốt á, quý vị có thể sử dụng được 177 giờ tầm đó. Thì nếu mà chúng ta sử dụng giờ hành chánh á, 8 tiếng một ngày đó, thì nó có thể sử dụng được khoảng tầm 20 ngày quý vị. Nếu mà chúng ta xài nhiều hoặc xài ít, hoặc là khi nào mà chúng ta làm việc thì chúng ta mở lên, còn nếu mà ở nhà không ai thì chúng ta có thể tắt để tiết kiệm pin. Rồi quý vị chú ý ha, thường xuyên chúng ta mở ra kiểm tra pin này. Giả sử mồ hôi chúng ta vào bị ướt thì quý vị có thể kiểm tra thấy pin ướt nè, mở ra chúng ta làm khô và chúng ta để máy này ở vị trí cái quạt, chúng ta sẽ cho quạt cho khô máy. Quý vị chú ý không được sử dụng máy sấy, nếu mà sấy nó sẽ biến dạng cái máy này, nó biến dạng cái nhựa này. Cái trường hợp mà máy sử dụng mà hư nhiều nhất là do chúng ta để quên pin trong máy đó, thì nó chúng ta để quên mà vài tháng trong máy á, nó chảy pin hư máy rất là tiếc. Thì quý vị chú ý nếu mà ít xài thì mình lấy pin ra luôn, hoặc là chúng ta có thể bật cái nắp, hoặc là chúng ta có thể bật cái nắp ra hẳn như vậy luôn ha. Kỹ hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái chai chống sét, cái chai xịt chống sét đó quý vị, chúng ta thấm vào tăm bông và chúng ta vệ sinh ở cái chỗ hốc pin này, hoặc là quý vị có thể chấm vào cái công tắc chỗ này, hoặc là chỉnh volume lớn nhỏ. Quý vị không được xịt trực tiếp vào chỗ này ha, tại vì cái micro nó nằm gần trên đây, nếu quý vị xịt trực tiếp vào nhiều quá thì nó dễ làm hư micro ha. Nếu mà có vấn đề gì mà quý vị cảm thấy xử lý hơi khó khăn thì quý vị nên gửi đến trung tâm bảo hành thì họ sẽ xử lý cho chúng ta rất là tốt. Rồi đó là những gì mà cái máy trợ thính quát tay chúng ta cần quan tâm. Nếu có gì thắc mắc, quý vị có thể comment bên dưới video, hoặc là quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Sơn. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu cảm thấy hữu ích thì quý vị có thể bấm like hoặc share cho nhiều người cùng xem, hoặc là bấm đăng ký kênh để xem những video mới. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.
Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Trong các video trước thì Sơn có hướng dẫn quý vị cách để lựa chọn máy trợ thính và sử dụng máy trợ thính có dây, máy trợ thính không dây. Thì video này Sơn sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng máy trợ thính siêu nhỏ ha, loại hạt đậu. Thì mẫu hôm nay Sơn sử dụng là cái mẫu của hãng Rionet máy trợ thính HM04. Cái loại này thì nó rất là nhỏ gọn thưa quý vị. Chúng ta mở máy ra xem. Có hướng dẫn sử dụng ha, bằng tiếng Việt luôn. Rồi, đây là hộp đựng máy và phụ kiện. Rồi quý vị chú ý nè, phụ kiện chúng ta có những cái gì? Có một cái cây chổi quét, pin thử máy ha, và hai cái phụ kiện đầu dẻo. Rồi chúng ta mở máy ra. Đây là máy trợ thính hạt đậu đó quý vị. Toàn bộ cái máy, micro, lo mà và pin đều nằm trong đây hết, rất là nhỏ gọn. Và thêm một cái phụ kiện nữa, đây là cái cục 500 để chúng ta hút pin. Quý vị nên thấy nè, đó, khi mà chúng ta bỏ pin vào máy hoặc ấy, nên là có thể cái tay chúng ta sẽ khó cầm, thì hãng nó có cho thêm một cái cục 500 để hít, rất là ngon thôi quý vị. Thì sau một thời gian mà cái này không có hít được nữa thì quý vị có thể bấm gắn trực tiếp vào cái màu xanh này đó, chúng ta sẽ để một thời gian nó sẽ sạc lại được thôi quý vị. Rồi, cái máy trợ thính này nếu mà chúng ta không xài thì chúng ta nên bỏ vào hộp cách dễ bị chó mèo nó gặm lắm. Cái trường hợp này bị rất là nhiều, quý vị chú ý ha. Cái dòng này nó khá mất tiền nhưng mà nó nhỏ gọn, quý vị giờ thấy nè, chúng ta để rất là gọn vào trong tay. Rồi chúng ta sẽ bỏ pin vào thử ha. Sau này quý vị sử dụng á, nên mua pin tốt một chút, tại vì máy mà chúng ta sử dụng pin tốt thì sẽ nghe âm thanh rất là chuẩn và chúng ta để lâu trong đây cũng không sợ chảy pin hư máy. Chứ nếu mà chúng ta mua pin dởm thì quý vị chú ý thường xuyên kiểm tra pin ha, cái trường hợp chảy pin là rất là nhiều nếu mà chúng ta để quên thời gian dài đó. Rồi quý vị thấy nè, khi chúng ta lắp pin vào thì trên cái chỗ lắp pin á, nó có một cái G, tức là cái đầu cộng và đầu trừ nó có phân biệt, và có một cái G, nếu chúng ta để ngược cái cục pin nó sẽ bị kênh lên, chúng ta sẽ không đậy nắp lại được. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố tình đậy nó sẽ gãy nắp pin. Hoặc là quý vị thấy nè, nó có cái chỗ chấm để chúng ta bật, và cái chỗ hở này là bản lề, quý vị chừa nó ra ha. Nếu mà chúng ta lỡ mà bật mà thấy cứng thì thôi bật bên còn lại, mà quý vị cố tình bật nó sẽ gãy. Thì khi gãy á, cái lắp pin á, nó sẽ bị rời ra khỏi máy khi mà mình tháo lắp pin. Nhưng mà khi chúng ta lắp vào thì máy vẫn hoạt động bình thường và vẫn xài được, vẫn cứng cáp. Nên là quý vị chú ý, nếu mà chúng ta gãy lắp pin thì chúng ta có thể xài tạm như vậy cũng được, hoặc là quý vị liên hệ đến cái cửa hàng hoặc là trung tâm bảo hành để họ thay thế cho mình. Rồi, trên đây là đầu nhựa dẻo đó, tùy theo cái tay mình lớn hay nhỏ mà chúng ta thay cho phù hợp. Nếu mà tay mình lớn chúng ta thay đầu nhựa lớn nè, còn lỗ tay nhỏ thì thay đầu nhựa dẻo nhỏ. Vì sao chúng ta phải thay đầu nhựa dẻo? Tại vì cái đây là cái micro ở sau lưng đây, rồi cái lo thì trên đây, hai cái nó rất là gần nhau, nên là khi chúng ta bỏ pin vào quý vị sẽ thấy nó hú như thế này. Nó hú như vậy là nó thu phát tốt đó quý vị. Nhiều người nói sao mà bỏ vào máy hú thì không nghe được. Đó là chúng ta chưa thay đầu nhựa dẻo cho phù hợp. Chúng ta sẽ thay đầu nhựa, chúng ta lột ra ha. Đây, chúng ta sẽ thay đầu nhựa dẻo lớn vào nếu tay mình lớn, để cho nó khích với lỗ tai của mình. Chúng ta chỉ cần lắp vào thôi. Hoặc là chúng ta thay ra cái đầu nhựa nhỏ. Rồi, quý vị thấy không? Nó rất là gọn. Rồi, cái micro nó nằm chỗ này quý vị. Quý vị chú ý nha, chúng ta đừng có làm dơ chỗ này, nó dễ bị nghẹt. Và ngay chỗ này là cái mũi tên để chỉnh lớn nhỏ, nó đang ở nằm ở mức trung bình. Quý vị có thể lấy cái đầu nhọn của cái bàn chải để chúng ta chỉnh tăng và theo chiều cơ đồng hồ, và giảm ngược chiều cơ đồng hồ, nó chưa đến một vòng nha quý vị. Rồi, ở đây là cái bàn chải, là chúng ta thường xuyên vệ sinh chỗ này. Cái máy này cái trường hợp mà bị lỗi nhiều nhất
là ở chỗ bị rái tay á, nó nhát kính cứng vào đây nè, thì quý vị có thể gọt ra, quý vị có thể nhỏ oxy già hoặc là cồn 90 độ vào, rồi chúng ta sẽ bóp nó, dùng giấy á, lau sạch. Rồi có một số trường hợp á, quý vị nói là cái máy này nó quá nhỏ mà mình lại thích sử dụng nó thì như thế nào, thì Sơn sẽ hướng dẫn quý vị ha. Trong cái cục nhựa dẻo này nó có một cái đầu nhựa cứng, chúng ta có thể nặn nó ra luôn, lấy ra luôn đó. Thì quý vị chú ý nha, quý vị chú ý nè đó, cái cục nhựa cứng ở chỗ này thì sau này á, thì sau này lấy tay á mà nó nhát vào đây nhiều quá thì chúng ta có thể tháo trực tiếp ra như vậy luôn để vệ sinh, còn nếu mà quý vị muốn nghe lớn á thì quý vị bỏ ra luôn, thì chúng ta sẽ lắp vào. Thì cái cục nhựa cứng này á là nó để bảo vệ chất rái không lọt vào bên trong máy, nhưng mà nếu chúng ta cố tình mà muốn nghe lớn tháo ra thì quý vị phải chú ý thường xuyên nhiều hơn. Giả sử một tuần chúng ta vệ sinh một lần thì khi tháo cái cục nhựa cứng này ra, quý vị phải 2-3 ngày là chúng ta nên vệ sinh một lần, quý vị chú ý ha. Bây giờ lắp vào như thế nào? Chúng ta có cái đầu nhựa cứng đó, có đầu nhọn và đầu bằng, chúng ta bỏ cái đầu nhọn lọt vào bên trong của cái máy nè, còn đầu bằng nằm phía bên trên. Rồi chúng ta lắp cái máy này, lắp đầu nhựa dẻo này nhau đó, nó khá là đơn giản quý vị, vậy là xong đó, cũng quá tốt ha. Rồi có những cái trường hợp mà khắc phục lỗi tại nhà thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Đầu tiên là quý vị phải chú ý pin ha. Nếu chúng ta không xài, muốn tắt máy thì sao? Chúng ta chỉ cần bật cái công tắc này ra, tại vì do cái loại máy này nó nhỏ gọn nên là nó tích hợp cái công tắc bên trong. Quý vị chỉ cần bật nhẹ ra là coi như tắt máy. Hoặc là quý vị có thể mở ra luôn để mình kiểm tra xem pin mình nó có bị ướt hay không. Nếu ướt thì chúng ta lau khô, để gần cái quạt vài tiếng đồng hồ thì nó sẽ khô. Quý vị không có được lấy máy sấy ha, mình khò lên đây nó sẽ dễ làm biến dạng cái máy. Còn nếu mà có vấn đề gì mà phức tạp hơn á thì quý vị nên đến trung tâm bảo hành. Cái máy này nó chỉ có hai loại đó thôi, một là bị rái tay làm nhạt cái đầu này không nghe, và hai là bị chảy pin. Nếu mà quý vị khắc phục được hai lỗi này thì cái máy này nó xài rất là bền. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu cảm thấy có gì thắc mắc, quý vị có thể tìm thấy những video tiếp theo. Giả sử như là cách lựa chọn máy trợ thính nè, hoặc là cách sử dụng máy đo huyết áp, máy đo đường huyết. Nếu quý vị cảm thấy hữu ích, quý vị có thể bấm like hoặc là share để cho bạn bè và nhiều người xem, và bấm đăng ký kênh để xem những video mới. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.